giúp thêm một cái chất liệu cho quý ông bà trên con đường tu thôi, chứ đừng có tin tôi. Chỉ suy nghĩ rồi áp dụng trong cuộc sống mình, nếu đúng, ích lợi cho mình và ích lợi cho tất cả mọi người thì đó là đúng. Còn mà hại mình hại người thì đó là sai. Đó là Đức Phật trả lời cái dân Kalama đó. Nó hỏi ngài, ngài đến đây giảng pháp đó là 30-40 tôn giáo bạn đến đây giảng rồi, ai cũng cho cái đạo của mình là đúng hết, còn đạo người khác là không đúng. Bây giờ tới Đức Phật đến nữa, ngài giảng nữa, con không biết của ngài đúng hay mấy 30+ tôn giáo khác là đúng, bây giờ tụi con làm sao? Thì Đức Phật có một lời dạy, nghĩa là muôn đời, nói các con đừng tin ai hết, đừng tin cả ta, đừng tin cả những vị đạo sư mà được người đời cho là đạo sư, đừng tin ở truyền thống, đừng tin ở kinh điển, đừng tin ở bất cứ cái gì hết. Nhưng mà đừng bỏ, các con hãy nghe hết và đem thực hành vào trong cuộc sống của các con. Nếu thấy ích lợi cho mình và ích lợi cho tất cả chúng sanh, chúng sanh đây không phải là người ta nha, tất cả là trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, cỏ, cây, nghĩa là đất nước, lửa, gió, cỏ, cây, thú, người, trời, Phật đều ích lợi hết, thì đó là đúng, các con thực hành theo.